Let us pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Chúng ta hãy kính lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh đẳng, chánh giác. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. I will pay respect to the Buddha by reciting Pali stanza. Tôi sẽ tụng lên bài kệ để tán dương ân đức của Phật, Đức Phật. Buddho Bodhaya Titi Chitan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Lokataranami Lokatrano lokatuma ikusaya desupshito mudo Yo nago buddha naga miro yadi ase indi atuta chimya swapyadi Buddho tisali inkuro raito twenty miendo mubi pseyue Bodhaya sa chutaita tu bubulu roku tu ten lenti java zi jin chu nga legao. Tanto kuro ga bin yin chi ro mu yi pye yue. Dhammataya sa chutaita tu bubulu roku tu men yin yin chi cha zi chin nga legao. Tanto kurai ngā bhiṃ ki lē tā vū pū kātē e nyēn dō mū vī pshē yuē. Dhammatā yā sā chutai tā tū vō bō lū rō kūtū mē yuēn ki lē tā pū nyēn jā pā sē chēn ngā lē gāo. Tē nō vā tāndē yā nā vāṃ gara chāṃ gō. Kutan chau chau kuro rai yau pi pye yue ta liye. Trena ya sa kuro tatu chutai tu ro ne bu ta wan pa ve kando. Kutan chau chau yau cha ba zi jin chu nga legao. He buddho ki le ta pre ne pa wen san yau te. Uro rai e nyen do mu vi phye yue. Nibbanatha ya sa kuro tatu ve ne lu ro pu kate nyen ja ba zi jin chu nga legao. Dhammam ni zin li na dhamma sa ko. Di 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 guru na shi ta mieta apse. Ho cha ro mu khe pa ve yi. Loka trena loka tumma yi kusaya tasu pshato mudo. Dhanaga buddha naga miro yadi ase indi yato tatu mya swapyagu. Nami nama miko nau nalong tong zong piang pyo. Mango sho yue gado mya nu le song mo yue. Shikho unyo pa yi miya swa pya, miya swa pya. Sādhu, sādhu, sādhu. As I have told all of you, if we differ from one another, in the knowledge we have acquired through learning, then our points of view
Our strength points will differ as well. À, như tôi đã nói với tất cả quý vị, nếu chúng ta khác nhau dựa trên cái những cái kiến thức mà chúng ta đã thu nhập được trong quá trình học tập, cho nên những cái quan điểm và những cái standpoint những cái góc nhìn và những quan điểm của chúng ta cũng sẽ khác nhau. If our points of view are different, the expectations derived from our points of view will be different too. Nếu những cái quan điểm của chúng ta khác nhau thì những cái mong đợi nó xuất phát từ những quan điểm này nó cũng sẽ khác nhau. I have explained to all of you how the Bodhisattva practiced near the Nirinjara River in the Sala forest when he had given up practicing austerity practices after 6 years. Tôi đã giải thích đến tất cả các bạn, Đức Bồ Tát cũng cha của chúng ta đã thực hành bên cạnh dòng sông Ni Liên Thiền như thế nào trong khu rừng Sala sau khi Ngài đã từ bỏ cái thực hành khổ hạnh trong 6 năm. Do you remember what he practiced in the Sala forest? Quý vị có nhớ là Ngài đã thực hành tu tập như thế nào ở rừng Sala không ạ? He practiced 8 attainments and 5 kinds of supernatural powers. Ngài đã thực hành 8 thiền chứng và 5 loại thần thông. Based on the 8 attainments, he practiced in 14 ways to train the mind, to make the mind pliable and to proceed to the supernatural powers. Và dựa trên 8 thiền chứng này, Ngài đã thực hành 14 cách để huấn luyện cái tâm, khiến cho cái tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng và tiến lên các thần thông thắng trí. Do you accept that the Bodhisattva practiced the 8 attainments? Quý vị có chấp nhận rằng Đức Bồ Tát lúc ấy đã thực hành 8 thiền chứng không? Yes, we do. Do you accept that he could attain supernatural power within the 15 days that follow his abandonment of austerities he practiced for 6 years? À, quý vị có chấp nhận rằng Ngài có thể đắc được các cái thần thông trong vòng 15 ngày sau khi mà Ngài vừa từ bỏ cái khổ hạnh trong 6 năm hay không? Quiet. Im lặng. Better not to give any answer. Tốt nhất là không trả lời gì, đúng không? Do you accept the explanation of the sub-commentary Dinalankara? Quý vị có chấp nhận cái sự giải thích ở trong phụ chú giải của bộ Dinalankara không? Yes. Why I am asking this because the time Bodhisattva practiced under the guidance of two teachers, he has this point of view. It is not for disenchantment, not for the realization of the Dharma, not for the way to make an end of suffering, not for the way to full enlightenment. And he gave up both teachers and meditation methods. Tại sao tôi hỏi cái điều này? Bởi vì khi mà Đức Bồ Tát sau khi học với hai vị thầy á, thì cái quan điểm của Ngài cho rằng
8 cái tầng thiền chứng này nó không phải là cái cách để xóa tan vô minh, không phải là cái con đường đưa đến sự chứng ngộ giáo pháp, và không phải là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau, nó không phải là con đường đưa đến sự chứng ngộ toàn giác. Cho nên Ngài đã từ bỏ hai cái vị thầy, đồng thời bỏ luôn cái sự thực hành thiền. Do you have any doubt about these things? Quý vị có cái nghi ngờ về vấn đề này không? No. Không. Không is no. Không là no, đúng không? So the voice Kong is just from two or three persons, so it doesn't cover the point of view of all. Cái từ không nó chỉ phát ra từ hai ba người ở đây thôi, cho nên nó không phải là quan điểm của tất cả mọi người ở đây. There may be those who feel doubtful about these things. Vâng, có thể có nhiều người có cái nghi ngờ ở điểm này. There may be those whose point of view does not agree with him. Và sẽ with có, them. Có thể sẽ có những cái người có những quan điểm mà không đồng ý với cái quan điểm này. I want to explain to all of you whether it is true that the Bodhisattva successfully practiced supernatural powers before he approached the Bodhi tree for his full enlightenment. Tôi muốn giải thích đến tất cả quý vị là nó có thật không khi mà Bồ Tát đã thực sự thành công trong việc đắc các cái thiền chứng trước khi mà Ngài đi đến cội Bồ Đề để đắc quả toàn giác. This is something you should consider. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm. While the Bodhisattva was sitting under the Bodhi tree, Mara and his army came and disturbed the Bodhisattva. Và trong khi mà Đức Bồ Tát đang ngồi dưới cội Bồ Đề thì Ma Vương và đội quân của ông ấy đã đến để quấy nhiễu Ngài. Quý vị có nhớ không? Yes. Do you remember? Quý vị nhớ không ạ? Yes. What did the Bodhisattva say to Mara at that time? Và Đức Bồ Tát đã nói với Ma Vương cái gì? He said, if I want, I can walk to and fro inside the master's seat. Đức Bồ Tát đã nói với Ma Vương rằng nếu ta muốn, ta có thể đi bên trong một cái hạt mù tạc, hạt cải. Are you familiar with master's seat? Quý vị có quen với cái hạt mù tạc không? No. A mustard seed is a very small. Cái hạt mù tạc nó rất là nhỏ. Mình hay gọi hạt cải. If the Bodhisattva hadn't attained supernatural power, could he have spoken like this? Nếu mà Đức Bồ Tát Ngài chưa có chứng đắc cái thần thông á, thì Ngài có thể nói ra cái lời này không? No. This is one reason to lessen your doubt. Và đây là một cái lý do làm cho cái nghi của quý vị giảm đi. Then the Bodhisattva continued, if I want, I can cover the whole universe with my body. Và sau đó Đức Bồ Tát lại nói tiếp, nếu ta muốn, ta có thể bao phủ toàn bộ thế giới này với cái thân thể của ta. If he hadn't attained supernatural power, could he have made a claim like that? Nếu Ngài chưa chứng đắc các cái thần thông, thì Ngài có thể tuyên bố một cái điều như vậy không? No. This is the second reason to lessen your doubt. Và đây là cái lý do thứ hai để làm giảm đi cái nghi của các bạn.
Then he said, Mara, with your troops, if I wanted, I could destroy all of you by snapping my fingers. Và Ngài nói tiếp, Này Mara, ông và đội quân của ông, nếu ta muốn ta có thể thiêu hủy toàn bộ chỉ bằng cái khẩy móng tay của ta mà thôi. If he hadn't attained supernatural power, could he say like this? Và nếu như Ngài chưa chứng đắc các cái thần thông, Ngài có thể nói vậy không? But I have no the slightest inclination to kill anyone. Nhưng Ngài nói rằng, nhưng ta không có một tí gì, một chút xíu gì cái ý định muốn giết ai cả. That's why I will not destroy all of you in this way. Do vậy mà ta sẽ không tiêu diệt ông và đội quân của ông theo cái cách này. Without having attained supernatural power, could he speak like this? Nếu mà không chứng đắc các cái thần thông, chưa chứng đắc các thần thông, Ngài có nói được như vậy không? No. This is the third reason. Đây là cái lý do thứ ba. Another reason is that when Mara told the Bodhisattva, This is my invisible throne. Please leave here. Và một cái lý do nữa rằng khi mà Mara bảo với Đức Bồ Tát, đây là cái tòa kim cương vô hình của tôi, xin Ngài hãy rời đi. The Bodhisattva replied, Who is your witness that you say this is your throne? Và Đức Bồ Tát trả lời rằng, Ai làm nhân chứng cho ông? Và ai nói rằng đây là cái ngai của ông, cái tòa kim cương? Then Mara said, There is no need to search far for any witness. All my army, they are my witness. Và sau đó Mara bảo rằng, không cần phải kiếm nhân chứng gì hết. Tất cả những cái tùy tùng của đội quân của tôi, đó chính là những nhân chứng. And all of Mara's troops, all the army soldiers shouted, Yes, we are his witness. We are his witness. Và tất cả đội quân của Ma Vương, tất cả những cái tên lính lúc đó mới la lên, Vâng, chúng tôi là nhân chứng của ông, chúng tôi là nhân chứng của ông. So then the Bodhisattva said, Mara, I have fulfilled Barami for 4 incalculable and 100,000 eons. Và Đức Bồ Tát bảo Ngài rằng, Này Ma Vương, ta đã bồi bổ Ba La Mật trong 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp. Over this long, long period, there is no charity which I have not done. Và trong một suốt thời gian vô cùng lâu dài như vậy, chưa từng có bất cứ những cái hạnh bố thí nào mà ta chưa từng làm. There is no morality which I have not practiced. Không có một cái giới nào mà ta chưa từng giữ gìn. There are no austerity practices in which I have not engaged over the whole very long period of 4 incalculable and 100,000 eons. Và chưa từng có cái khổ hạnh nào mà ta chưa thực hành trong suốt cái thời gian dài dài vô tận của 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp ấy. Let alone the 4 incalculable and 100,000 eons in even just a single one of my former existences as King Visandara. When I offer great dana 7 times, culminating with the giving away of the Queen Madi, the lifeless earth trembled 7 times. Và hãy bỏ qua 4 A Tăng Kỳ và 100,000 đại kiếp, chỉ trong một kiếp thôi, ở vào một cái đời trước của ta, vào lúc ta là vua, là đại vương Visantara, khi ta đã thực hành cái đại bố thí 7 lần
với cái sự bố thí của Hoàng hậu Madi. Lúc ấy, xin lỗi, với cái sự bố thí cho đi Hoàng hậu Madi, thì lúc ấy quả đất vô tri này đã rúng động, chuyển động 7 lần. Why now does this earth remain still? Tại sao bây giờ trái đất này lại giữ im lặng? I will take this earth as my witness. Ta sẽ lấy trái đất này làm nhân chứng của ta. Then he pointed to the earth. Và khi ấy ngài chỉ tay xuống quả đất. The earth trembled so violently that Mara and his troops fled away in great fear. Và lúc ấy trái đất rung động một cách dữ dội, khiến cho Ma Vương và toàn bộ đội quân của ông ta sợ hãi và biến mất. So, how many reasons do you see? Và như vậy, có bao nhiêu lý do bạn đã thấy? Four reasons. How many? Bao nhiêu? Four. Okay. Number one, I can walk to and fro inside the master's seat. Lý do thứ nhất đó là ta có thể đi qua đi lại trong một hạt cải. If I want, I can cover the whole universe with my body. Nếu ta muốn, ta có thể bao phủ cả thế giới này với thân thể của ta. If I want, I can destroy all of you by snapping my fingers. Nếu ta muốn, ta có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân của ông với bằng chỉ bằng cái khẩy móng tay. So number four is in his former existences as king with Sandara, he had made great offering, culminating with the giving away of the queen Madi. Và cái thứ tư là trong một cái đời quá khứ của ngài, lúc ngài là đại vương Vesantara, ngài đã làm đại sự bố thí 7 lần với cái sự bố thí đi hoàng hậu Madi. So how many reasons? Có bao nhiêu lý do ạ? Four reasons. You heard how the Bodhisattva spoke of the life in which he was king Vesantara. Bạn nghe là Đức Bồ Tát đã nói về cái cuộc đời mà ngài từng là đại vương Vesantara. If he hadn't attained supernatural power, could he talk about his past life? Nếu ngài chưa từng chứng đắc cái các thần thông thì ngài có thể nói về các cái quá khứ của ngài không ạ? No. For these reasons, the explanation that appears in the sub commentary Jina Lankara is reasonable. Và vì những lý do này mà cái sự giải thích xuất hiện trong phụ chú giải Jina Lankara là rất hợp lý. In this way, too, the Bodhisattva's own point of view was not the same from one time to the next. Và như vậy, cái quan điểm của Đức Bồ Tát đã không có giống nhau từ thời gian này đến thời gian kia, thay đổi. As I have told all of you, when his bad karma blocked him, he thought that the eight attainments were not the way to full enlightenment, not the way to make an end of suffering. Khi mà cái nghiệp của bất thiện nó ngăn che ngài, thì ngài nghĩ rằng cái tám thiền chứng là không phải con đường đưa đến toàn giác, không phải con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Yes, as I have told all of you, just attaining the eight attainments is not enough to make an end of suffering. Vâng, như tôi đã nói với tất cả quý vị, chỉ bằng việc chứng đắc tám thiền chứng thôi thì nó cũng không đủ để đoạn tận khổ đau. Only by contemplating and seeing the arising and perishing of the jhana dharma of those eight attainments is it possible to make an end of suffering.
chỉ bằng cái sự quán chiếu trên thực sự thấy biết và sự sanh diệt của các cái danh pháp sinh khởi trong các cái tầng thiền, tám thiền chứng này, thì nó mới có thể đưa đến cái sự đoạn tận khổ đau. That's why the point of view of the Bodhisattva when he was an ordinary being was different from the point of view of the Buddha at after he became a Buddha. Bởi vậy mà cái quan điểm của Đức Bồ Tát khi ngài còn là một cái chúng sanh bình thường, nó khác với cái quan điểm của Đức Phật sau khi ngài đã chứng đắc Phật quả. Ordinary being here means he was still a great being, but not yet a noble one. Chúng thanh sanh bình thường ở đây có nghĩa rằng ngài vẫn là một cái bậc vĩ đại, bậc chúng sanh vĩ đại, nhưng mà ngài chưa có phải là bậc thánh. So this was one of the points of view that the Bodhisattva had, the very same point of view that changed in him when the time ripened. Và như vậy cái quan điểm mà ngài đã giữ đó nó thay đổi khi mà thời gian chín muồi. I want to share with all of you the words of the Buddha in the numerical collection in Pali, the Anguttara Nikaya. Và tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị cái lời Đức Phật dạy xuất hiện trong kinh Tăng Chi Bộ. There, in the book of the nines, you will find the Jhana Sutta. Và trong cái kinh Tăng Chi Bộ, cái phẩm thứ 9, quý vị sẽ thấy có cái kinh thiền. What did the Buddha say in that sutta? Đức Phật đã dạy gì trong bài kinh này? You want to hear in Pali? Quý vị có muốn nghe bằng tiếng Pali không ạ? Yes, Bante. Pratamam paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. Dutiyam paham bhikkhuvi dutiyam paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. Tatiyam paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. Chaturtham paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. Akasanam cha yadanam paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. Vijnanam cha yadanam paham bhikkhuvi nisaya asavanam khayam vadami. Akinchinya yadanam paham bhikkhuvi nisaya asavanam khayam vadami. Niva sanya na sanya yadanam paham bhikkhuvi nisaya asavanam khayam vadami. Sadhu, sadhu, sadhu. You understand? Quý vị có hiểu không ạ? No, Bante. Pratamam paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. What does it mean? Cái câu đầu tiên nó có nghĩa là gì ạ? Because I say that the destruction of the taints occurs in dependence on the first jhana. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ nơi sơ thiền các lậu hoặc được diệt tận. Understand? Quý vị có hiểu không ạ? Yes, but I understand. Dutiyam paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. I say that the destruction of taints also occurs in dependence on the second jhana. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ hai, các lậu hoặc được diệt tận. And Buddha continued, Tatiyam paham bhikkhuvi janam nisaya asavanam khayam vadami. I say that the destruction of the taints also occurs in dependence on the third jhana. Và Đức Phật cụ tiếp tục, này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ ba, các lậu hoặc được diệt tận. The Buddha continued,
Chatutam paham bhikkhus janam nisaya asavanam khayam vadami. I say that the destruction of taints also occurs in dependence on the fourth jhana. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào thiền thứ tư các lậu hoặc được diệt tận. So first, second, third, and fourth, they are four rupa jhana among eight attainments. Và như vậy, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đây là bốn tầng thiền chứng của vô sắc, thiền vô sắc. À, xin lỗi, của bốn tầng thiền của sắc giới. And the Buddha continue. Akasanam chayadanam paham bhikkhu nisaya asavanam khayam vadami. I say that the destruction of the taints also occurs in dependence on the base of boundless peace. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ các lậu hoặc được diệt tận. And the Buddha continue. Vinyanam chayadanam paham bhikkhu nisaya asavanam khayam vadami. I say that the destruction of taints also occurs in dependence on the base of boundless consciousness. Ta nói rằng y chỉ vào thức vô biên xứ các lậu hoặc được diệt tận. And Buddha continue. Akinchinya yadanam paham bhikkhu nisaya asavanam khayam vadami. I say that the destruction of taints also occur in dependence on the base of nothingness. Ta nói rằng y chỉ nơi vô sở hữu xứ thiền các lậu hoặc được diệt tận. And Buddha continue the last one. Neva sanya na sanya yadanam paham bhikkhu nisaya asavanam khayam vadami. I say that the destruction of taints also occur in dependence on the neither perception nor non-perception. Ta nói rằng y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ các lậu hoặc được đoạn tận. Do you understand? Quý vị có hiểu không ạ? Some say yes, some say no, and some say not really. What is it that you don't understand? Quý vị không hiểu cái gì? Don't you understand asavanam khayam vadami, the destruction of things? Quý vị có hiểu là các lậu hoặc được diệt tận không? Asava and defilements, they are the same. Asava là các cái phiền não, các lậu hoặc. Okay. So I say that the destruction of defilements occur in dependence on the first jhana, in dependence on the second jhana, in dependence on the third jhana, in dependence on the fourth jhana. Independence on the first arupa jhana, second arupa jhana, third arupa jhana and fourth arupa jhana. Như vậy Đức Phật nói rằng ta nói rằng các cái lậu hoặc hay là các cái phiền não nó được đoạn tận dựa trên cái thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, thiền của sắc giới và thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư của vô sắc giới. Understand? Quý vị hiểu không ạ? Anybody who don't understand yet? Có ai chưa hiểu không ạ? No. Quiet. Sadhu. Some say that's because haven't attained yet, so he could not understand. Yeah, now intellectually if you understand, it is enough. Bây giờ nếu quý vị chỉ hiểu lý thuyết không thì nó cũng tốt đủ rồi, đủ tốt. When the Bodhisattva practiced under the guidance of the first and the second teacher, Alara Kalama and Uddaka Rama Buddha,
What did he think? What was his point of view on eight attainments? Khi mà Đức Bồ Tát còn thực hành dưới sự hướng dẫn của hai vị thầy Alarakamlama và Uttara Ramaputta thì cái quan điểm của ngài về tám thiền chứng như thế nào ạ? It is not for disenchantment. Ngài cho rằng đây không phải là con đường để xua tan vô minh. It is not for the realization of the Dharma. Đây không phải là con đường để chứng ngộ các pháp. It is not for the attainment of path and fruition knowledge. Đây không phải là con đường để chứng đắc đạo quả. It is not the way to full enlightenment. Đây không phải là con đường đưa đến giác ngộ. It is the point of view of the Bodhisattva. Và đây chính là cái quan điểm của Đức Bồ Tát. But now after becoming a Buddha, what did the Buddha teach? Và đây sau khi mà đã trở thành một vị Phật rồi thì Đức Phật dạy cái gì? Based on eight attainments, I see the destruction of defilements. Đó ngài dạy rằng dựa trên tám thiền chứng này, ta nói là các lậu hoặc hay là các phiền não được đoạn tận. So then, where the point of view of the Bodhisattva and the point of view of the Buddha the same? Như vậy quan điểm của Đức Bồ Tát và quan điểm của Đức Phật có giống nhau không ạ? This different Bande. Bet nhau. Khác nhau. Khác nhau. Khác nhau. Yeah. Not the same. Yeah, không giống nhau. So, therefore, when we have no true understanding, our point of view will be different from what it will be when we attain right understanding. Như vậy, khi chúng ta chưa có một cái hiểu đúng đắn thì cái quan điểm của chúng ta nó sẽ khác với những cái gì mà khi chúng ta đã đạt đến cái sự hiểu đúng đắn rồi. As a Bodhisattva, he was destined to be a self-enlightened Buddha. Và khi còn là Đức Bồ Tát thì ngài đã mang một cái định mệnh là sẽ trở thành một vị Phật. He would definitely attain enlightenment. Và ngài chắc chắn sẽ giác ngộ Phật quả. He had the ability to attain enlightenment by himself, unaided and unguided by anyone else. Và ngài có một cái khả năng có thể chứng ngộ bằng tự mình, không cần sự giúp đỡ hay sự hướng dẫn của bất kỳ ai khác. However, due to the ripening of his previous bad karma, this ability for self-enlightenment was blocked. Tuy nhiên, do bởi cái sự chín mùi của một trong những cái bất nghiệp bất thiện thuộc về quá khứ, cho nên cái khả năng mà tự giác ngộ của ngài lúc bấy giờ nó bị ngăn cản, nó bị. He didn't know how to take those eight attainments as the object of insight meditation when he practiced under the two teachers. Lúc đó ngài không biết làm thế nào để dùng tám thiền chứng này như là một cái đề mục thiền quán minh sát khi mà ngài còn thực hành dưới sự hướng dẫn của hai vị thầy kia. I have earlier shared with all of you about the last meditation objects of the Bodhisattva. Trước đây tôi đã chia sẻ đến tất cả quý vị về cái đề mục cuối cùng của Đức Bồ Tát, đề mục thiền cuối cùng. Do you remember what they were? Quý vị có nhớ đó là những đề mục gì không ạ? First jhana dhamma for first path and fruition knowledge. Đó là cái đề mục sơ thiền đối với sơ quả. Second jhana dhamma for the second path and fruition. Đó là đề mục nhị thiền đối với nhị quả. Third jhana dhamma for the third path and fruition. Đó là đề mục tam thiền đối với tam đạo và tam quả. And fourth jhana dhamma for fourth path and fruition. Và đó là
đề mục tứ thiền đối với tứ đạo và tứ quả. How did he practice these? Và ngài đã thực hành những cái điều này như thế nào? He entered the first jhana, and on emerging from it, he contemplated, observing the perishing of the first jhana. Đó là ngài đã nhập vào sơ thiền và sau đó ngài xuất ra khỏi sơ thiền. Ngài quán thấy cái sự diệt đi của các danh pháp sơ thiền. If you know how to contemplate all the first jhana dhamma, it will be for the destruction of taints or destruction of defilements. Và nếu quý vị biết làm thế nào để quán các cái danh pháp của sơ thiền này, thì nó sẽ là một cái bước mà đưa đến sự đoạn tận các cái lậu hoặc hay là các cái phiền não ô nhiễm. In the same way, if you enter the first immaterial jhana, in other words, if you enter the fifth attainment, and on emerging from it, if you pay attention to the perishing of the fifth jhana dhamma, contemplating impermanent suffering and non-self, it can be for the destruction of taints or destruction of defilements. Cùng cách ấy, nếu mà quý vị để ý, chú ý đến cái sự diệt đi của các danh pháp trong cái tầng thiền thứ năm hay là tầng thiền thứ nhất của vô sắc giới và quán chúng như là vô thường, khổ và vô ngã, thì nó có thể, cái sự quán chiếu này có thể đưa đến cái sự đoạn tận của các cái lậu hoặc hay là các cái phiền não. But the Bodhisattva didn't know how to take the jhana dhamma as the objects of vipassana. Nhưng vào lúc ấy thì Đức Bồ Tát không biết làm cách nào để dùng các cái tầng thiền làm đề mục của thiền quán vipassana. That's why they occurred at that time the point of view that this is not for the destruction of taints. This is not the way to make an end of suffering, and this is not the way to become a Buddha. Cho nên lúc đó ngài mới nghĩ rằng ngài mới khởi lên cái quan điểm cho rằng đây không phải là con đường đưa đến sự đoạn diệt tất cả các cái phiền não, đây không phải con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau, và đây không phải con đường trở thành một Đức Phật. Subsequently, however, when the time ripened for the Bodhisattva to take up the last meditation object that would enable him to attain path knowledge and fruition knowledge and Buddhahood, he practiced vipassana, taking jhana dhamma as objects. Tuy nhiên sau đó, khi thời gian chín mùi, thì Đức Bồ Tát có thể dùng cái đề mục cuối cùng này và nó có thể giúp cho ngài đạt đến các cái đạo và quả và chứng đắc được Phật quả. Seeing the perishing of the jhana dhamma and contemplating therein impermanent suffering and non-self, he attained successively the path knowledges and fruition knowledges one after another. Và ngài đã thực hành thiền quán vipassana dựa trên các cái danh pháp của các tầng thiền như là đề mục. Ngài thấy sự diệt đi của các danh pháp thiền này và quán chúng như là khổ, vô thường, vô ngã, và ngài đã chứng đắc lần lượt các cái đạo và quả, lần lượt từng đạo quả một. So before dawn, he attained full enlightenment under the Bodhi tree. Và trước khi trời sáng, ngài đã chứng đắc được chánh đẳng chánh giác dưới cội Bồ đề. After the Bodhisattva had attained full enlightenment and become a Buddha, he spent 7 days, each in 7 places, 49 days altogether. Và sau khi chứng ngộ đạo quả, Đức Phật đã trải qua 7 ngày ở 7 nơi khác nhau, tổng cộng là 49 ngày tất cả. After that, he proceeded on his
journey to the Isipatana Migadaya forest of Varanasi. Và sau đó ngài lên đường đi bộ đến cái vườn Nai ở khu vườn ở Isipatana và trong cái khu vực của Varanasi. Why did the Bodhisattva? Why did the Buddha go there? Tại sao Đức Phật lại đi tới đó? Because he want to meet with the five ascetics. To teach the Dharma to the five ascetics who had been his attendants while he was engaged in austerity practices for 6 years. Và ngài đi đến đó để dạy cái giáo pháp đến cho năm anh em người mà đã từng là bạn đồng tu hay là người từng đi theo ngài khi ngài còn tu khổ hạnh 6 năm trong rừng. What did the five ascetics do when they saw the Buddha approaching from a distance? Và năm vị khổ hạnh này đã làm gì khi mà thấy Đức Phật đang đi từ xa lại? They made an agreement among themselves saying, "Friends, the monk Gotama, you see, they refer to him not as the Buddha, but as the monk Gotama. The monk Gotama is approaching." Và họ đã thỏa thuận với nhau, nói rằng, các bạn, Sa môn Gotama, quý vị thấy đó, họ nói về ngài không có phải là dùng cái từ bút đọc Đức Phật mà dùng cái từ là Sa môn Gotama. Sa môn Gotama đang đi tới gần. The monk Gotama has given up meditation practices. Sa môn Gotama đã từ bỏ cái thực hành thiền của mình. He has turned instead to striving for the acquisition of the four requisites. Và ông ấy đã từ bỏ cái việc thay vì chối bỏ bốn món vật dụng thì ông ấy lại nhận bốn món vật dụng. He has reverted to the acquisition of the four requisites. Và ông ấy đã thay đổi, đã chấp nhận bốn món vật dụng. Let us not make obeisance to the monk Gotama. Chúng ta đừng có đảnh lễ cái Sa môn Gotama. Let us not greet him. Chúng ta đừng có chào đón ổng. Let us not take the alms bowl from his hands. Chúng ta đừng có nâng bát, đỡ bát từ tay của ông ấy. However, we will prepare a seat for him to sit on if he wants. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chuẩn bị một chỗ ngồi cho ông ấy nếu mà ông ấy muốn ngồi đây. Aware of the mood of the five ascetics, the Buddha generated a loving kindness that was directed especially to them. Và biết được cái tâm của năm vị ẩn sĩ này, Đức Phật đã rải tâm từ và cái tâm từ này thì được rải một cách trực tiếp và đi thẳng đến năm vị. As the Buddha drew nearer and nearer, they were touched by the splendor and might of the Buddha and found themselves unable to keep the agreement they had made. So that all five of them went to welcome the Buddha. Và khi Đức Phật đến gần hơn, thì họ bị chấn động bởi cái vẻ đẹp uy nghi và sáng chói của Đức Phật. Và họ thấy mình không thể còn giữ được cái thỏa thuận với nhau nữa. Và cả năm người họ đều đứng dậy và đi đến để chào mừng Đức Phật. So one took the alms bowl from his hands. Một vị thì nâng bát từ tay ngài. Another prepared a seat for him. Một vị khác chuẩn bị chỗ ngồi cho ngài.
Another set out water. Và một người khác thì đi múc nước. Another placed a plank. 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 Okay, I have problem with my memory. I checked it, but I forgot. Sorry. Plank. Place a plank. Xin lỗi mọi người, đợi một chút để tra cái từ này. Nó tra rồi mà nó quên mất. Và một vị khác thì trải một cái tấm ván dài ra để cho cái chỗ ngồi. And another brought a broken piece of pot to wash his feet with. Và một vị khác thì đi kiếm một cái cành cây gãy để rửa cái chân cho ngài. Do you remember the point of view of the five ascetics when the Bodhisattva gave up practicing austerities? Và quý vị có nhớ cái quan điểm của năm vị ẩn sĩ khi mà Đức Bồ Tát từ bỏ cái tu khổ hạnh không ạ? What was their point of view then? Và cái quan điểm của họ lúc đó là gì ạ? They had this point of view. The monk Gotama has given up meditation practices. Quan điểm của họ sau đó là Sa môn Gotama đã từ bỏ cái sự thực hành của mình. He has turned to striving for the acquisition of the four requisites. Và ông ấy đã chuyển qua để cho sự hưởng thụ bốn món vật dụng. He practiced severely for 6 years. Và ông ấy đã thực hành một cách khổ hạnh trong 6 năm. Even though he practiced such severe austerities for 6 years, he could not become a Buddha. Mặc dù đã thực hành khổ hạnh một cách miên mật trong 6 năm như vậy, mà ông ấy cũng không thể chứng đắc được đạo, được Phật quả. Now he is going to strive for the acquisition of the four requisites. How can he be a Buddha? Bây giờ mà ông ấy lại đi nhận bốn món vật dụng thì làm sao ông ấy có thể trở thành một vị Phật được? When the Bodhisattva realized that austerity practices were not the way to full enlightenment, he gave up such wrong practices. Khi Đức Bồ Tát nhận ra đây không phải là con đường mà để đưa đến giác ngộ, thì ngài đã từ bỏ cái tu khổ hạnh. At that time, the five ascetics took this point of view. Lúc bấy giờ thì năm cái vị ẩn sĩ thì lại lấy cái quan điểm này. He will not become a Buddha because he has given up such severe practices. Và họ quan điểm rằng, ngài sẽ không trở thành một Đức Phật bởi vì ngài đã từ bỏ cái tu khổ hạnh. Holding this point of view, they themselves give up on the Bodhisattva. Và nắm giữ một cái quan điểm như vậy cho nên họ đã từ bỏ Đức Bồ Tát. Now you see, different point of view of the Bodhisattva and the five ascetics. Và quý vị thấy đó, bây giờ cái quan điểm của năm vị ẩn sĩ và quan điểm của Đức Bồ Tát thì đã khác nhau rồi. Hence, a person's expectations about a certain society, about a certain group, and about another person will be different according to that person's point of view. Cũng vậy đó, một người mong đợi về một cái xã hội nào nhất định nào đó, có những cái mong đợi về một cái nhóm nhất định nào đó, hoặc là có mong đợi về một cái người đặc biệt nào đó, sẽ khác nhau tùy thuộc vào cái quan điểm của người đó. How people have been educated since they were young and the many ways they have been inculcated with the knowledge handed down from one generation to another all create very different perceptions in people's mind
and strongly influence them in different ways. Và cái cách mà người ta được giáo dục, được lớn lên và cái cách mà họ đã được nhận lãnh những cái kiến thức, những cái nền văn hóa được truyền từ những thế hệ trước, nó đã tạo ra tất cả những cái sự nhận thức của trong tâm thức của họ, và nó có một cái sự ảnh hưởng vô cùng mạnh đến họ một cách khác nhau. When the perceptions are different, the point of view will be different. Và khi những cái nhận thức này nó khác nhau thì cái quan điểm nó cũng sẽ khác nhau. In the same way, the five ascetics had grown up in a place where almost everyone who renounced the world held that severe austerity practices were indispensable for the realization of the Dharma and for liberation. Và cũng cùng như thế ấy, năm vị ẩn sĩ này đã lớn lên trong một cái nơi mà hầu như tất cả mọi người lúc đó, nếu mà ai xuất gia thì họ đều giữ một cái quan điểm rằng cái việc tu khổ hạnh là cái việc không thể thiếu được cho cái sự chứng ngộ giáo pháp và để được giải thoát. They strongly held that this was the only way to liberation. Và họ chấp giữ một cách mạnh mẽ cái quan kiến này, cho rằng chỉ có khổ hạnh mới là con đường duy nhất để giải thoát. This was the result of the influence of the environment and education. Và đây là kết quả của cái sự bị ảnh hưởng do bởi giáo dục và do bởi môi trường. That's why the five ascetics held the same point of view at that time. Do vậy mà năm vị ẩn sĩ này đã nắm giữ cái quan điểm đấy. What is your perception? Cái nhận thức của quý vị là gì? What perception do you hold? Quý vị nắm giữ một cái nhận thức như thế nào? This is something we all need to consider deeply within ourselves. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm một cách sâu sắc. Here I want to ask you a question. Tôi muốn hỏi quý vị một câu. Which is greater in this world, the number of people who hold wrong perceptions or the number of people who hold right perceptions? Cái con số người mà nắm giữ những cái nhận thức sai lầm trên thế giới này và con số người có những cái nhận thức đúng đắn, số nào nhiều hơn ạ? Wrong perception is more. Yes, the number of people who hold wrong perceptions are more. Vâng, cái số người mà nắm giữ những cái quan điểm sai lầm thì nhiều hơn. It is great in number. Và nó rất là lớn, con số này rất là lớn. Which group is more numerous? Those who hold bad perception or those who hold good perception? Những người mà nắm giữ những cái nhận thức xấu ác và những người có những cái nhận thức tốt thì con số nào nhiều hơn? Bad perceptions are more. Yes, yes. In this regards, the Buddha said, perception is dukkha. Và liên quan đến cái vấn đề này, Đức Phật dạy rằng nhận thức hay là tưởng uẩn là khổ. The more bad perceptions we have, the more we suffer. Chúng ta càng nhận thức sai lầm bao nhiêu thì chúng ta càng khổ bấy nhiêu. Do you agree with this? Quý vị có đồng ý với cái vấn đề này không? Mainly when you practice, you know well. Chính là khi quý vị thực hành thì quý vị sẽ hiểu nhiều hơn. The more bad perceptions you have, the more you suffer. Quý vị càng nhận thức, càng nghĩ xấu bao nhiêu thì quý vị càng khổ bấy nhiêu. In this modern era, people have a lot of bad perceptions because of cultivation of sensuality in the world. Vào cái thời đại ngày nay á, con người ta có rất là nhiều những cái nhận thức sai lầm, những cái suy nghĩ xấu bởi vì cái sự phát triển của dục lạc ở trên thế giới này.
When you engage in meditation practice, you come to know very well how your perceptions torture you. Và khi quý vị bắt đầu hành thiền một cách đều đặn hơn thì quý vị sẽ biết rất là rõ ràng rằng là những cái suy nghĩ, những cái nhận thức của mình nó tra tấn mình đến giường nào. Instead of meditating, you remember this, you remember that. Và thay vì thiền thì quý vị lại nhớ chuyện này, nhớ chuyện kia. What is the reason? Lý do tại sao? The reason is your perception. Đó là bởi vì tưởng. Sometimes you remember someone who has done you wrong, so you become very angry. You suffer accordingly. Thỉnh thoảng quý vị nhớ những người đã làm cho quý vị cảm thấy thỉnh thoảng quý vị nhớ những người đã làm những điều sai với quý vị thì quý vị cảm thấy tức giận và sau đó quý vị cảm thấy khổ đau. The more perceptions you have, the more you suffer. Quý vị có tưởng càng xấu thì quý vị càng bị khổ. Therefore, starting from today, we should study the teachings of the Buddha to have right perception, right understanding, and right knowledge for the realization of the Dhamma. Và vì vậy mà bắt đầu từ hôm nay chúng ta nên học cái giáo pháp của Đức Phật để có những cái nhận thức đúng đắn, những cái hiểu biết đúng đắn và có những cái kiến thức đúng đắn để đưa đến cái sự chứng ngộ giáo pháp. Now when the five ascetics met the Buddha, they didn't know that the Bodhisattva had attained Buddhahood. Bây giờ khi năm vị ẩn sĩ gặp Đức Phật thì họ không biết rằng Đức Bồ Tát đã chứng ngộ thành Phật quả. They still had the wrong point of view towards the Buddha. Và họ vẫn còn có cái quan điểm sai lầm đối với Đức Phật. What did they do? Họ làm gì? When they met the Buddha, they spoke to him as to an equal, addressing him by name as Gautama and calling him Avuso. Đó là khi họ gặp Đức Phật thì họ nói chuyện với ngài giống như là ngang nhau bằng nhau vậy và gọi ngài cái tên là Gautama và gọi ngài là bạn. Then the Buddha said to the five ascetics, "Oh, five ascetics, do not address me by name as Gautama or by the term friend as if I were your equal." Và sau đó Đức Phật đã nói với năm vị ẩn sĩ, ngày năm ẩn sĩ, đừng có gọi ta bằng cái tên Gautama nữa, hoặc đừng có gọi ta là bạn giống như là ngang hàng với các ông. I have become a truly enlightened one who knows everything. Ta đã trở thành một đấng toàn giác và biết tất cả mọi thứ. I have realized deathless Nibbana. Ta đã chứng ngộ được Niết Bàn bất tử. I will instruct you. Ta sẽ hướng dẫn các ông. I will teach you the Dhamma. Ta sẽ dạy các ông giáo pháp. If you follow and practice in accordance with the instructions given by me, you will soon realize the Dhamma even in this very life. Nếu các ông nghe theo và thực hành theo sự hướng dẫn của ta, thì các ông sẽ sớm chứng ngộ được giáo pháp ngay trong kiếp sống này. But the group of five ascetics replied, "Friend Gautama, even though in practicing austerities for 6 long years, you practice and attain that which is difficult for ordinary individuals to achieve, nonetheless, you still could not realize omniscient knowledge." Nhưng nhóm năm vị ẩn sĩ trả lời rằng, này bạn Gautama,
Cho dù đã thực hành 6 năm khổ hạnh, bạn đã đạt được, đã thực hành được những cái điều khó thực hành nhất mà một người bình thường không thể thực hành được, mà bạn còn chưa thể đắc được nhất thiết trí. Having now giving up your austerity practices, you strive for the acquisition of the four requisites. How could you have attained omniscience while striving for the four requisites? Và bây giờ bạn đã từ bỏ tu hành khổ hạnh, bạn đã thọ nhận bốn món vật dụng. Làm sao bạn có thể chứng đắc được nhất thiết trí trong khi thọ nhận bốn vật dụng được? How could you have attained omniscience while striving for four requisites? Tại làm sao mà bạn có thể chứng đắc được nhất thiết trí trong khi bạn thọ dụng bốn món vật dụng được? How could you have attained arahant path and fruition? Làm sao bạn có thể chứng đắc được đạo và quả A-la-hán được? How could you have attained full enlightenment? Làm sao bạn có thể chứng đắc được đạo Phật quả được? Then the Buddha said to them, five ascetics, previously, while I was practicing severe austerities for 6 years, in the Uruvela forest, did you ever hear me say what I have now said to all of you